Ủa Dương đâu? Dương với ông cậu đâu? Nè mấy đứa, Dương với ông cậu, Dương cũng đi chụp hình khí thế luôn. Nhìn con gái kìa. Wow, đẹp ha cậu ha, đẹp không Dương? Dạ cảm ơn anh. Đi xuống cẩn thận. Dạ. Ê con xuống cẩn thận. Dạ. Ê, ê, cẩn thận kìa, cẩn thận kìa. Dạ. Cá rô đó quá trời cá luôn kìa. Cẩn thận dành hai đứa nhỏ. Cá này cái gì vậy? Lấy đồ ăn bỏ đó. Cá này mẹ lấy nha, mẹ lấy nha. Mẹ có nè. Cầm đi. Nè, cầm đi. Nè, quay phim. Nhìn nó đi, nhìn nó đi kìa. Xuống xuống coi em coi. À, con trai thôi nó ăn đủ rồi. Chia ba chai đi, mỗi anh em nó thằng trai. Rồi. Rồi. Nè. Nè. Wow, cá rô nhiều khủng khiếp luôn. Nè 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 nè. Sao con? Nè. Cho em với, cho em nữa nè, cho em bé nữa nè. Nè con, cho từ từ con, cho từ từ con. Nè ba đứa con, mẹ quay cho nè. Vi, Vĩ, ba. Nè nhìn quá, mẹ đang quay nè. Hey, hello cả nhà. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ê từ từ, cẩn thận nhìn Vi á ba. Vi đổ hết nguyên chai luôn. Dịnh Vi đàng hoàng á. Wow. Cá quá trời luôn ha. Đã không Vi? Cẩn thận nhìn nó kìa. Ba. Mấy đứa chàng hết hai chai luôn rồi hả? Vui không? Hai đứa này nó đổ nguyên một đống luôn. Đã ha. Không. Cá rô cũng khiếp một đống. Anh Dương đổ một chút xíu cho em. Cá rô quá. Cá rô phi. Cá rô phi đó. Cho Vi nè, nè anh hai đổ rồi cho con miếng nè. Tên hai, tên hai lại cái. Tên hai. Tên hai. Đưa hai lại cái. Đưa cho hai. Wow. Cá hồi lúc nhúc luôn.
Ủa ba mình nhục cái này đâu? Nhục trên đây nè con. Trong cái rổ kìa. Vui không vậy? Cá quá trời đất luôn ha. Trời cái chỗ này nó rất là lớn luôn ha. Đầu tư biết bao nhiêu tiền luôn. Mình cũng đi theo đoàn luôn. Này là vô chùa rồi hả? Đúng rồi, nghe mùi nhang không à. Rồi đi vô luôn. Vô theo đoàn luôn ba. Ông cậu đi theo đoàn luôn ông cậu. Gia nhập vô đoàn luôn ông cậu. Vĩ đi nắm tay ba đi, cẩn thận kìa. Anh Dương đâu? Dương nắm tay em đi đi kìa. Đi con. Trời, công nhận nó hùng quỷ vậy sao ha. Quá trời luôn. Vậy ai cẩn thận vậy. Bước này lên là mỏi giò luôn á nha. Cái mặt này nó cao quá. No, Vĩ, mang đi dép vô luôn con. Mang đi dép chồng vô luôn con. Để em phát cho bà con mình được cái nóng nha. Đây, đi qua đây cứ cho mình coi vài dép mình mới phát được. Dạ mời quý vị bên đây phải mình nhận đôi mới vô đây đưa đem phát phụ cho. Anh biết phát không? Được, anh chỉ đi em phát cho cái gì được. Chỉ như mình không vậy để tôi làm luôn đi. Ok, muốn làm mới làm đi. Còn nữa là tôi coi vài dép tôi mới phát cho chỉ anh cũng như thế. Cảm ơn. Cảm ơn. Đứa nhỏ. Rồi. Khoảng 300-400 người nó cố gắng. Rồi. Em bé này có không vậy? Dạ. Dạ. Chú bà con mình lên một lượt có tôi có hai tay thôi, tôi già coi vậy chứ mới phát. Dạ cho em bé này, cho em bé xin. Rồi em bé. Rồi. Em bé cầm rồi. Đi ra. Ba mang cho em bé ba. Dạ rồi quý vị ơi.